Nếu bạn có nhu cầu mua ARK Liên Minh hoặc Liên Quân thì có thể mua tại arcvip247.com. Ok, anh em đi bot chưa? Mình sẽ đi top vậy. Top đây. Ủa rồi. Đó ra là mình trích bụi rồi. Thế là cái bụi này không có ai, nhưng mà có bụi này là có. Mất hai phép bổ trợ. Tí nữa thì ngất. Một ông xuống dưới bot đi nào. Đăng Khoa xuống dưới bot đi em. Để ra na anh phút cho anh. Thằng Lắc. Thằng Lắc. Trời không mất máu. Mày hả bưởi? Né hết cái giật bắn của mình rồi. Cái đấy mình cộng quy đầu tiên là ngon rồi. Ghê quá rồi đấy. Bí rồi nha. Hay rồi. Ngon. Thôi về thêm thôi. Lâu lắm rồi không chơi gì hình. Đấy, giật bắn này. Em vẽ trên trong chứ tôi mất. Giật bắn là của con Zenix. Em vẽ trên trong. Về đây thì nó mới mạnh anh em. Đầu game hơi yếu. Đây đâu à? Đây. Khốn lắm, cứ đợi mình giật bắn xong rồi ông ấy trói mình. Bởi mình không di chuyển được. Bảo tiền đi. Bam.
Rồi, ngon rồi. Không phải là có Janna ấy. Mình gọi là ăn chó không bị mất máu luôn. Ủa ơi, chào thơm. Ờ, ok. Bây giờ mình sắc đây rồi. Có nhai hơn rồi đấy. Mà tiếp cận là hỏng người ấy, em ơi. Bắn dậy xuống không chết được con rắc này đâu. Giá là nó chui trong bụi. Này băng trụ bất cứ lúc nào anh em. Chạy đâu? Bắn con này anh em giống kiểu đang nín thở ấy. Anh em phải nín thở. Thôi phải về mà. À. Anh em. Khi anh em bật sân khấu thử thần nên anh em nín thở. Đây rồi, mình quên mất. Quên mất độc chất của anh em. Quá móng nhìn kia đấy. Vẫn ok mà anh em. Không có lát đâu. Ủa. Chạy thôi rồi. Đợi xem nó bay tới. Đứng lùi lùi cho em. Xem nó bay tới không. Không thấy nào bay tới chứ. Lắc đâu rồi. Rắc sau, thằng sau, thằng sau. Thì mạnh thật. Đi đến đâu là giải em đấy rồi. Tốc biến qua cái vòng sân khấu của mình. Đâu rồi, Zixer? Để boss này em. Zix mạnh quá, bây giờ chán rồi đi chơi. Đó, có chịu thật đấy. Chưa, xanh. Nó lộn lách. Mình không thể là bắn chuẩn được. Người ta hắc não nó thì nó lại không có đảo. Ủa, ba play à? Đã vậy. Để chỗ mình mua thêm một cái song kiếm. Bam.
không đẩy trụ, đánh cho các bạn ép ép thì thôi. Ui giời, ui xanh. Ủa, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. À, này tốt rồi. Thôi, thôi ăn dọc đi chờ. Anh em dích vào trong em ơi. Đồng là chuyện gọi là rất là chỉ là không có gì ơi. Và thành công 4 thành viên. Chúng ta cũng không thể nào mà đấu lại được. Ok. Này cậy cái đồng hồ cát mà. Rồi. Ta thì có chịu ghê anh em ạ. Tôi về cái. Con nhỏ nghỉ rồi. Nghe lên cái đao thủy ngân. Em thế là em không biết chơi dích. Dích thì chơi dễ mà em. Ta sẽ đứng gọi là phân bom đến khi các bạn chết thì thôi. Giờ chúng ta đi săn người đi. Quá. Đây đây đây. Đây này. Nhanh ấy nhở. Chạy nhanh quá. Ngon. Chơi đẩy trụ, chơi đẩy trụ. Đừng có sân khấu bị thần nha. Ui trời ơi. Bắn chỉ có là siêu chuẩn đấy các em. Đúng này, chơi chiến thuật đẩy trụ à. Bắt thằng bò em ơi. Cái thằng này toàn chơi đẩy trụ. Điên chạy cho nó nhanh. Bò rút đâu, bò rút đâu. Bớt xong chất bụng, chết bụng. Các bạn chả sợ ai cả. Một khi mà chúng ta đi với dân nào. Ta là không sợ bố con thằng nào. À Baron đi nhở. Baron thôi. Anh em có cùng câu hỏi với mình không? Tại sao các bạn không FF mà tại sao chúng ta phải là
phải đi để trụ. Chút bị trừng rồi. À. Rồi ok. Thì nạn cuối cùng may mắn nó sẽ dành cho ai đây? Chết luôn à. Trời mạnh quá. Nick mạnh thế nhở? Nó phải chết để trụ à? Đùa tôi à? Tôi đã không muốn để trụ rồi nha. Tôi đã không muốn để trụ thôi, các ông cứ đi để trụ. Nào đây. Trời ơi. Chạy gọi là bao nhanh. Tích chơi từ từ em ơi. Ủa. Từ từ thôi em. Chúng ta đi ăn rồng nào. 23-0. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Bắn nhầm giờ cho nên là bắn luôn. Đây để tôi này, để tôi này. Để tôi này. Ui mạnh quá. Thôi mà. Mình đã không muốn thể hiện rồi. Đến dích này. Chơi bê trụ ghế. Về nào anh em. Trời sao. Đã tên bạn FF rồi. Đang xem thì đừng quên kéo xuống ấn like đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Không chết mạng nào luôn.